đang thêm Đỗ Hạnh ấy. Rồi xin chào. Vâng, trời ơi mà một. Chào chú. Sao Trời ơi. rồi? Xin chào Đồng Hương. Vâng, anh Chào Đồng dạ, Hương. anh đại tá quân đội nhân dân Rồi. Việt Nam. Dạ. Chào Đồng Hương. Chào tất cả anh chị em cộng đồng mạng. Chào tất cả người dân yêu nước. Tôi rất tâm đắc và rất chia sẻ với những cái tâm nguyện cũng như là cái tinh thần bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng, đặc biệt là trong phong trào chống phản động. Vâng. Thì qua ba cái khách vừa rồi anh mời lên, thì với Dũng Vâng. Võ là hiện nay đang sống ở bên Vâng. kia, vào cái thời điểm này anh em mình chia sẻ lên mạng cũng rất là tốt đối với cộng đồng hải Dạ. ngoại, vì người ta là ban Vâng. ngày, mình đang quá đêm Vâng. rồi, nhưng mà tôi vẫn thức lên để tôi chia sẻ, vì tôi đã lên nhiều clip tôi nói về về chống phản động rồi, tôi đã phân tích cái quan hệ Việt Nam và Trung Quốc Dạ. rồi. Thế thì vừa qua cái chỗ Dũng Võ tôi cũng nói luôn, lấy lý do rằng là Hoàng Sa mất mà tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam Không phản không đối. lên tiếng, không đánh lại kia. Vâng, không phản đối. Tôi đã phân tích rồi. Dạ. Tôi đã phân tích rồi Anh chỉ là bây khi giờ Cộng sản và bộ đội. vâng, anh chỉ muốn phân tích một cách ngắn gọn nhất để cho tất Vâng. cả mọi người Nói biết. thẳng luôn là lúc bây giờ là chúng ta còn mãi giải quyết vấn đề đất liền. Đúng. Và tôi cũng nói luôn, nói trước anh kia là Mỹ sang bắt tay với Trung Quốc để cho chiếm Hoàng Sa, mà khi ta giải phóng xong miền Nam thì sự việc nó đã rồi. Trong khi sự việc đã rồi thì chúng ta lại quan hệ với phía Trung Quốc là quan hệ hệ tự về cái hệ chính trị là cùng cộng sản. Nên là tôi cũng nhất trí với chú là thế vậy, cho nên chúng ta, nhưng mà hiện nay chúng ta vẫn đang nói với kiều bào và nói với lịch ở nước ngoài rằng Việt Nam chúng ta vẫn đang kiên trì lấy lại Hoàng Sa bằng biện pháp hòa bình. Đúng. Đặc biệt trong tình hình hiện nay là ngăn chặn cái việc âm mưu độc chiếm Biển Đông, chứ không phải là kiều bào ở nước ngoài cho rằng Việt Việt Nam là đi theo Trung Quốc là không dám đánh lại trường, không không dám đòi lại Trường Sa. Chúng ta vẫn đòi, nhưng mà chúng ta đòi bằng biện pháp hòa bình Chính xác. để cho Dũng Võ biết là như Vâng. thế. Cái thứ hai về cái chỗ lên sau Dũng Võ là anh gì, nói về đất nhỉ? Vâng, anh Thuận Lê ạ. Thuận Dạ. Lê, tôi phản bác cái chuyện anh Thuận Lê dùng những cái từ đó không phải chính xác. Đừng nói là dân ta toàn là dân tham, không phải. Có những người tham, quan tham còn có cơ mà. Quan tham, tướng tham vừa rồi còn phải xử. Thế cho nên là tôi yêu cầu là phải dùng từ chính xác, đừng có bảo là toàn dân là dân tham, không phải đâu. Cũng có một phần dân oan do cán bộ thái hóa biến chất, do thế nọ thế kia. Cái mình phải ghi nhận Đúng. là có, đúng Vâng, không? em nói là Thế một còn khoảng về 1-2% là dân oan thật. Dạ. vâng, phải có Vâng. cái đó ta Đấy phải mà khẳng em mới định như công nhận. thế. Có thì dân người ta mới kêu Dạ. oan, nhưng mà không phải toàn dân là dân tham, không được nói thế. Nói thế là nó quy chủ tất, là như thế là tôi phản đối cái anh lên sau đấy. Không, tức là ý Thế còn bác vâng, vừa rồi xin thì lỗi anh. Ý anh nói là những cái người dân người ta đi kêu bây giờ vâng, thì nó nói chung là rồi vâng, rồi chứ không phải là toàn dân dân tham. không, Vâng. vì không Dạ. tôi nghe, vâng tôi nghe, tôi phải để ý từng Vâng câu vâng. rồi. Nói với Dũng Võ rằng dân ta toàn dân tham, nói câu ấy không được, Vâng, đúng anh cũng là dân, tôi cũng là rồi. dân, tôi tham được cái gì, Vâng. đúng không? Vâng. Đấy. Thế còn về quan hệ với Trung Quốc, dù rằng bây giờ chúng ta quan hệ tốt để hợp tác làm ăn cùng phát triển, Dạ. không những cùng hệ tư tưởng về mặt chính trị là cộng sản, nhưng đồng thời còn để giữ được cái môi trường hòa bình để làm ăn. Đất nước ta mình trải qua nhiều chiến tranh rồi, không muốn chiến tranh nữa, Dạ. để chúng ta hòa bình để làm ăn. Nên là các vị ở hải ngoại nên nhớ một điều ấy, Việt Nam vẫn đấu tranh với Trung Quốc để đòi lại Ok. Hoàng Sa nhưng bằng biện pháp hòa bình đấy, các vị biết như thế, không phải vì quan hệ với Trung Quốc mà. Chứ còn khi chúng tôi giải phóng thì các vị đã mất rồi, đó là sự việc đã rồi rồi đấy. Thì đấy là để cho các vị ở hải ngoại biết rằng là chúng tôi, những người cộng sản Việt Nam với Trung Quốc, dù rằng bây giờ quan hệ rất tốt, nhưng lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam khi nói đến Trung Quốc, dù rằng bây giờ vẫn tốt, nhưng phải nói rằng có thời gian Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam, hiện nay cũng đang xâm lược Việt Nam, đó là lấy Hoàng Sa của chúng ta. Và nói đến Trung Quốc là chúng ta nói đến tháng 2 năm 79,
6 tỉnh biên giới phía Bắc bị Trung Quốc xâm lược. Nói Trung Quốc là chúng ta nói đến Vị Xuyên. Mặt trận Vị Xuyên, một cái huyện của Hà Giang như thế, trong vòng từ năm 84, năm 89, 5 năm, tôi nói với chú rằng mặt trận Quảng Trị chúng ta là chỉ có 6 sư đoàn đấy, quân chủ lực đấy, để mà giải phóng Quảng Trị cuối cùng ta còn chưa giữ được. Nhưng riêng Hà Giang, một thiếu tướng nói lại tổng kết mặt trận Hà Giang, 9 sư đoàn quân chủ lực cũng lớn. Nguyễn Anh Bằng có nắm được cái điều dạ. Đến đây là điểm đấy, em không nắm được. Em chỉ biết cái mặt trận Vị Xuyên mới đánh dạ. mới đánh bật Trung Quốc về bên kia, đánh bật sang biên giới, và cuối cùng ấy mới kết thúc chiến tranh biên giới đấy, để cho các vị ở hải ngoại biết rằng không phải Việt Nam hèn mới giặc, không phải Việt Nam bưng bô Trung Quốc, nhưng vì cái lớn hơn là cái hòa bình, cái thống nhất. Đúng. Thì các vị nên hiểu ra, nên biết ra để mà hướng về quốc nội, để đồng lòng với người dân ở quốc nội để mà xây dựng đất nước. Chứ các vị chỉ vì hận thù, vì căm thù, à vì hận thù, vì mối thù trước kia các vị bị chúng tôi tiêu diệt, thì các vị tụt quần, các vị đu càng sang bên kia rồi, các vị lại còn quay lại các vị sủa như thế là các vị không có cơ sở. Dạ. Đúng không? Cho nên tôi, nhưng tại sao tôi thức đến bây giờ là vì bên kia giờ này nó là giờ thức. Đúng rồi. Giờ mình là giờ ngủ. Dạ. Để tôi nói cho các vị biết rằng các vị phải hiểu rõ vấn đề ra. Đừng có vì hận thù mà dùng mọi cái hành động, thủ đoạn, lời nói, việc làm để mà chống đối Đảng, Nhà nước và phá hoại cái nền hòa bình của dân nhân dân. Anh xin lỗi cho em ngắt lời một tí. Tức là ý anh vừa nói thì thực tế ra em nói anh ấy, cái diễn đàn em mở ra chủ yếu là vấn đề tuyên truyền cho những người Việt kiều ở bên kia không hiểu biết. Đấy, và hiểu. Và đúng những là, người dân đúng. Mình không hiểu biết để mà người ta hiểu biết hơn. Đúng. Chứ còn bây giờ ví dụ em chọn mình những cái giờ này. Đấy, em chọn từ 9 rưỡi trở đi thì nó đúng vào những cái giờ này thì đấy là cái giờ chính do em anh này vâng. Thấy chú lên mạng anh bắt đầu anh mới thức. Đấy. Vâng. Nên để cho các vị thấy rằng là dân tộc Việt Nam không bao giờ hèn với giặc. Dân tộc Việt Nam không bao giờ hèn ác với dân. Quan điểm của Đảng và Bác Hồ nói là dân luôn luôn là gốc. Không bao giờ ác với dân được. Không có dân làm sao mà đánh được Mỹ, không có dân làm sao diệt được Ngụy. Với quân đội chúng tôi, Bác Hồ còn dạy làm sao là đi dân nhớ ở dân thương. Tôi hỏi các vị như thế. Cho nên các vị đừng có vì cái hận thù nữa. Mà các vị càng hận thù thì các vị càng nhanh chết. Không giải quyết được cái gì cả. Thế gì đấy, nhân cái dịp chú lên trên mạng tôi chỉ chia sẻ mấy vấn đề, vì tôi có 5, 6, 7 clip nếu chú mở đó. Đại tá Đỗ Thế Hạnh là tôi nói hết phân tích về quan hệ với Trung Quốc rồi. Dạ. Cho nên là lịch sử Việt Nam, tôi không nói, tôi nói trao đổi với anh Ngơ đấy. Dạ. Lịch sử Việt Nam, dù rằng bây giờ quan hệ với Trung Quốc là quan hệ bạn bè. Đúng. Cùng hợp tác, cùng làm ăn, cùng phát triển. Đúng. Nhưng mình vẫn lịch sử giữ nước và giữ nước phải nói rõ, phải dạ. Thời điểm đó là xâm lược Việt Nam, là xâm lược Việt Nam. Dạ. Cụ thể những dấu mốc như tháng 2 năm 79, rồi đến năm 84, đến năm 89, rồi là Gạt Ma, rồi là Hoàng Sa, lịch sử phải ghi như vậy. Dạ. Chứ không phải là các chúng nó bảo bây giờ vì bưng bô với nọ thế kia rồi không thè, ta vẫn đấu tranh, nhưng mà dân tộc ta mất mát quá nhiều rồi. Hàng mấy triệu người quân dân hy sinh vì đất nước rồi, bây giờ chiến tranh xảy ra nữa thì nói chung thì còn cái gì nữa đâu, thì bà con Việt kiều phải hiểu rõ vấn đề này, đừng chống đối nữa. Chống đối không giải quyết cái gì mà chỉ mất cái tình cảm với quốc nội thôi. Đất nước ta qua biết bao nhiêu cuộc binh biến, miền Nam sau khi giải phóng này tôi đã nói lên mạng, tôi nói là cả một bãi chiến trường. Miền Bắc thì hố bom nhiều hơn nước ao làng, cầu cống, đường xá, bệnh viện, trường học bị bom Mỹ tàn phá vì mục đích nó muốn biến miền Bắc trở thành thời kỳ đồ đá. Nó tàn phá như thế mà chúng ta được như ngày hôm nay. Sau khi 43 năm thống nhất thì báo cáo với bà con hải ngoại rằng đất nước ta chỉ xây dựng được khoảng 20-25 năm thôi, còn lại thời gian đầu là khắc phục chiến tranh.
Vâng, và loay hoay trong phát triển kinh tế, loay hoay em phải nói chung loay hoay. Anh cho em xin lỗi em nói một câu này, vừa nãy anh nói về những cái mà gọi là Trung Quốc nọ kia tất cả các thứ, thì bây giờ này em chỉ, anh có đồng ý em gói gọn lại một câu như này, tức người ta, tức là tất cả ví dụ như Việt Nam mình hiện nay ấy, đảng và là nước ta cũng nghĩ theo kiểu như này, tức là chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn chứ không có kẻ thù nào là vĩnh viễn cả đấy. Đúng rồi, kể cả Pháp, kể cả Mỹ, kẻ thù không phải là kẻ thù. Tôi nói rồi, đúng rồi, tôi đã nói rồi. Pháp này đầu tiên là Pháp này, lớn nhất là Mỹ này, Pháp này, phát thiết Nhật, Trung Quốc, trước kia là Campuchia, trước kia là kẻ thù không đấy. Đấy cái thời kỳ đấy, đến bây giờ chúng ta còn khép lại để chúng ta quan hệ vì lợi ích quốc gia của thì bà con là cái gì mà thì bà con Việt kiều của chúng ta nếu mà nghĩ lại thì chúng tôi cũng sẵn sàng, chứ tôi có hẹp hòi gì đâu. Nhưng vì nãy anh nói là các vị quá hận thù này, các vị nhiều mưu mô để các vị chống đối nên là các vị phải phân tích cho các vị thấy rồi. Việt Nam luôn luôn mở rộng vòng tay, như hôm qua tôi nói với anh ơi, quay đầu lại là với cái tâm, quay đầu lại với cái tâm, còn quay đầu lại với cái ý đồ phá hoại thì cũng không được, là phải diệt. Ví dụ như Nguyễn Phương Hùng quay đầu lại như thế mà, và có các vị phát hiện ra những quan tham, phát hiện ra những quan sai trái thì chúng tôi ủng hộ anh, để cho vì đảng của chúng ta, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói tham nhũng là kẻ thù của nhân dân, của đảng, nó làm cho suy thoái về đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa để làm mất lòng tin giữa dân với đảng, giữa nhân dân, giữa nội bộ trong đảng. Cho nên chúng tôi, nếu các vị muốn chống tham nhũng, chúng tôi ủng hộ ngay. Các vị có biết ai có cơ sở nào vạch trần ra những ai tham ai nhũng, các vị cứ vạch. Có cơ sở, nhưng phải có cơ sở nhé. Các vị mà dựng lên vu oan không được. Đúng. Thì lúc đấy các vị lại bị buông, các vị lại mắc bệnh, tức là mắc cái tội vu khống. Đấy. Cho nên là không thể lấy những cái ví dụ cái tham nhũng tất cả các thứ để quy chụp cho cả cái chế độ Việt Nam mình do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Và, còn tôi và... nói với các vị và còn tôi nói với các vị ở hải ngoại nhé. Nhân dân Việt Nam, cách mạng Việt Nam, quân đội Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam cao hơn là Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và đứng đầu là Bác Hồ đã dạy dỗ quân đội chúng tôi là rất nhân đạo. Rất nhân đạo, sống rất nhân đạo. Nếu như không có sự giáo dục của Đảng của Bác Hồ thì 30 tháng 4 năm 15 các vị không có đường ra đi nước ngoài. Mà nếu như biết các vị có giọng điệu như bây giờ ở nước ngoài về chống phá Đảng đó, thì chúng tôi sẽ không cho các vị đi ra khỏi biên giới đâu, mà đúng nghĩa cho các vị tắm máu luôn. Nhưng mà không, vẫn mở đường cho các vị đi. Chúng thấy không? Chứ hồi đó ta máy bay ta ra, pháo ta ra thì hết đường đi có gì không? Cho xuống biển hết. Nhưng mà không, tình người là không có tắm máu. Thế mà các vị tự các vị tuyên truyền là phải tắm, là không chạy là tắm máu. Nhưng tôi có tắm đâu. Đến bây giờ biết bao nhiêu những gia đình, biết bao nhiêu những quân nhân, ngụy quân, ngụy quyền ngày xưa, bây giờ họ trở thành công dân Việt Nam rồi. Họ hòa nhập với cộng đồng rồi. Chúng tôi cũng chả gọi họ là ngụy. Mà những người dân mình coi những người đó là người dân bình thường. Em đã nói nhiều diễn đàn rồi. Không, tôi nói là công dân. Là công dân. Có ai gọi là người ta là thằng ngụy hay là nó đâu, không ai gọi. Nhưng lịch sử giai đoạn 554 cho đến 575, vì cái chế độ Việt Nam Cộng hòa là tay sai bán nước, ác ôn, bù nhìn thì phải gọi là ngụy. Cho nên lịch sử vừa rồi bỏ cái đi là tôi không đúng. Đảng và nhà nước cần xem xét cái này. Đúng không? Thế nhá, thế vâng. Rất hôm nay lên live stream đây. Chúc sức khỏe anh Bằng nhá. Dạ, vâng. Bằng nhá. Dạ, rất